Sau một tuần đầy biến động đối với thị trường chứng khoán, Ấn Độ đã có thêm một tỷ phú mới. Harry Krishan Agarwal, 66 tuổi, sáng lập Campus Active có trụ sở tại Delhi, đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú sau đợt IPO thành công của công ty giày thể thao của mình. Cổ phiếu của Campus Active Wear được niêm yết ở mức cao hơn 23% so với giá IPO. 74% cổ phần của Agarwal tại công ty hiện trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Ngành công nghiệp giày dép trị giá 9 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ đã tạo ra 3 tỷ phú trong những năm gần đây. Hai anh em sống ở Delhi là Mukan Lai Dua và Ramesh Kumar Dua, nhà điều hành công ty Relaxo Footwear trị giá 350 triệu đô la Mỹ doanh thu, chuyên bán mọi thứ từ dép bình dân đến giày đắt tiền. Và Rafique Malik, người đã đưa thương hiệu Metro Brands có trụ sở tại Mumbai, niêm yết lần đầu với công chúng, được định giá 107 triệu đô la Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái mặc dù giá trị của Metro khi niêm yết đã giảm 13%. Akawan đã bắt đầu khởi nghiệp vào năm 1983, khi ông thành lập thương hiệu giày thể thao Action. Năm 2005, ông cho ra mắt giày thể thao Campus với mức giá dưới 10 đô la Mỹ. Định giá hợp lý đã giúp Campus có những bước tiến đủ lớn để cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu như Nike, Adidas, Puma. Với những đôi giày thể thao có giá từ 35 đô la Mỹ trở lên, Giám đốc tài chính Raman Chawla của Campos nhận định, ông ấy đã tận dụng được khoảng trống khổng lồ trên thị trường giày thể thao Ấn Độ trong khoảng giá từ 10 đến 40 đô la Mỹ. Theo một báo cáo vào tháng 4 năm 2022 của công ty tư vấn Technopark của Gugaon, trong năm tài chính 2021, Campos là công ty lớn nhất của Ấn Độ trong lĩnh vực thể thao, có thương hiệu và thể thao Atlaser, kết hợp giữa phân khúc thể thao và giải trí, cả về giá trị và số lượng giày Công ty chiếm 17% thị phần theo giá trị và gần 25% theo khối lượng. Campus đã bán được 13 triệu đôi vào năm 2021, đạt doanh thu 94 triệu đô la Mỹ. Con số này giảm nhẹ so với doanh thu 95 triệu đô la Mỹ của năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng doanh thu đang tăng trở lại. Campus ghi nhận doanh thu 111 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Các nhà phân tích kỳ vọng thương hiệu Campus nội địa sẽ được hưởng lợi hơn nữa vì dây thể thao là phân khúc phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực giày dép. Và họ cho rằng nhu cầu về những đôi giày như vậy đang rất sẵn sàng để tiếp tục tăng trưởng. Theo Technopark, chi tiêu bình quân đầu người cho các sản phẩm thể thao và thể thao giải trí ở Ấn Độ chỉ là 1,9 đô la Mỹ so với 33,8 đô la Mỹ ở Trung Quốc và 227,3 đô la Mỹ ở Mỹ. Tiềm năng tăng trưởng này đã hấp dẫn công ty cổ phần tư nhân TPG và tỷ phú Ani Rai Gupta, người kiểm soát nhà sản xuất đồ điện Havels. Họ đã đầu tư vào campus vào năm 2018 và tiếp tục nắm giữ cổ phần lần lượt là 7,6% và 2%, ngay cả khi bán một số cổ phần của họ trong đợt IPO. Sneha Podat, nhà phân tích nghiên cứu tại Motila Oswan, một nhà đầu tư ở Mumbai cho biết, Outlaser là một phân khúc mới được khai thác rất ít. Công ty cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động ra các thị trường mới. Thị trường chính của Campus bao gồm các thành phố nhỏ hơn ở miền Bắc và miền Đông Ấn Độ. Nhưng giờ đây Campus đang nghiên cứu mở rộng ra các siêu thị lớn hơn và đặt nền móng cho thương hiệu phát triển ra toàn Ấn Độ. Pota nói. Thêm vào đó, công ty cũng đang mở rộng phạm vi sản phẩm từ giày thể thao đến giày thông thường. Dù đã niêm yết, Campus vẫn là một doanh nghiệp gia đình. Con trai của Agarwal là Nikin Agawan, 37 tuổi, một kỹ sư công nghiệp từ Đại học Purdue bắt đầu làm việc tại campus vào năm 2008 và trở thành giám đốc điều hành 9 năm sau đó. Perena, vợ của Nikin, là giám đốc tiếp thị.